Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quốc tế dồn dập viện trợ giúp Ấn Độ thoát khủng hoảng COVID. Các nguồn cung ứng y tế thiết yếu bắt đầu tới Ấn Độ vào hôm 27 tháng 4, trong lúc các bệnh viện quá tải, thiếu oxy, phải từ chối bệnh nhân COVID giữa bối cảnh COVID tăng mạnh đẩy tổng số tử vong lên tới gần 200.000 người. Chuyến hàng từ Anh gồm 100 máy thở và 95 máy tạo oxy đã tới thủ đô New Delhi. Dù một phát ngôn nhân của Thủ tướng Boris Johnson cho biết Anh không có vaccine dư để chia sẻ, Pháp, Ireland, Đức và Úc cũng đang viện trợ máy thở và oxy cho Ấn Độ. Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc phụ trách khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Kurt Campbell, cho biết Tổng thống Joe Biden trong cuộc điện đàm đầu tuần này với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết rằng hãy cho chúng tôi biết quý vị cần gì, chúng tôi sẽ đáp ứng. Hai hãng dược của Mỹ gồm Gilead Sciences và Merck cũng ngỏ lời hỗ trợ Ấn Độ thuốc men điều trị COVID. Mỹ đã hứa sẽ chia sẻ 60 triệu liều vaccine của AstraZeneca cho các nước và một giới chức cao cấp cho hay Ấn Độ được đảm bảo ưu tiên. Tổ chức Y tế Thế giới loan báo đang xúc tiến chuyển giao 4.000 máy tạo oxy cho Ấn Độ, nơi các biến thể lây nhiễm cao hơn của COVID đang gây nên một đợt dịch thứ nhì. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 323.144 ca nhiễm và thêm 2.771 ca tử vong vì COVID, nâng tổng số người chết lên thành 197.894 người. Trong số dân 1,3 tỷ của Ấn Độ có tổng cộng 17,64 triệu người nhiễm COVID, theo báo cáo chính thức. Nhà chức trách ở New Delhi phải xây thêm giàn thiêu giả chiến cho các lò thiêu trong lúc đương đầu với làn sóng nạn nhân tử vong vì COVID tăng vọt. Thủ đô Ấn Độ đang vật lộn với số ca nhiễm tăng cao và các lò thiêu trên khắp thành phố thông báo đã hoàn toàn hết chỗ, yêu cầu các gia đình nạn nhân phải chờ đến lượt. Những chiếc xe cứu thương chở thi thể nạn nhân COVID-19 xếp hàng dài bên ngoài các lò thiêu, chờ đợi nhiều giờ đồng hồ trước khi được đưa vào để hỏa thiêu. Ấn Độ đang bị đợt dịch thứ hai hoành hành, cứ 4 phút là có một người chết vì COVID tại New Delhi, giữa lúc hệ thống y tế nghèo nàn của thủ đô đã hết công suất. Đài phát thanh quốc tế Pháp đưa tin theo thông cáo của Bộ Y tế Ấn Độ thì tính đến ngày 28 tháng 4, số người chết tại nước này do COVID-19 đã vượt ngưỡng 200.000 và từ đầu mùa dịch đến nay đã có 18 triệu ca dương tính với virus corona. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm hơn 360.000 ca nhiễm và hơn 3.200 ca tử vong. Theo thống kê chính thức của chính quyền Ấn Độ, chỉ trong tháng 4 của năm nay đã có thêm gần 6 triệu ca nhiễm. Tuy nhiên, các nguồn tin y tế được hãng thông tấn xã Pháp trích dẫn cho biết số bệnh nhân và ca tử vong cao hơn rất nhiều so với thống kê của chính phủ đưa ra. Ngoài ra, theo thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Ấn Độ được gọi dưới cái tên là B1.617 đã lan đến ít nhất 17 quốc gia và được phát hiện tại nơi 1.200 bệnh nhân dương tính với virus corona. Riêng trong trường hợp của Ấn Độ, để giải thích tình trạng quá tải hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới nêu bật hai lý do. Thứ nhất, ngoài biến thể B1.617, còn có nhiều biến thể khác đang hoành hành với nguy cơ lây nhiễm cao. Và thứ hai, Ấn Độ đã không tuân thủ các biện pháp an toàn về mặt y tế. Nhiều cuộc tập hợp đại chúng đã diễn ra trong những tuần vừa qua. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bị chỉ trích mạnh mẽ và giờ đây đến lượt Tư pháp tố cáo Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã cho phép các cuộc bầu cử cấp vùng diễn ra trong suốt tháng 4, khiến đà lây nhiễm tăng mạnh. Một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về tình hình tại Myanmar, xuất hiện giao tranh, chính quyền quân đội xem xét kế hoạch của khối ASEAN. Giao tranh nổ ra ở miền đông Myanmar gần biên giới Thái Lan vào sáng sớm ngày 27 tháng 4 khi nhóm nổi dậy người dân tộc thiểu số Karen tấn công một tiền đồn của quân đội. Cuộc đụng độ này được xem là dữ dội nhất kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 đã đẩy Myanmar rơi vào khủng hoảng, theo hãng tin Reuters đưa tin. Quân đội Myanmar đánh trả nhóm nổi dậy bằng các cuộc không kích, một nhân viên cứu trợ trong khu vực cho Reuters biết như vậy. Cuộc đụng độ diễn ra khi chính quyền quân đội Myanmar dường như có tác động bởi nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại đây, nói rằng họ sẽ tích cực xem xét các đề xuất của khối này được đưa ra tại cuộc họp hồi cuối tuần rồi ở Indonesia. Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á vào cuối tuần cho biết họ đã đạt được đồng thuận với chính quyền quân đội Myanmar về các bước nhằm chấm dứt bạo lực và thúc đẩy đối thoại giữa các bên ở Myanmar. Liên minh quốc gia Karen, lực lượng nổi dậy lâu đời nhất của Myanmar, cho biết họ đã chiếm được căn cứ quân đội ở bờ tây sông Salween, giáp với Thái Lan. Những người dân làng bên bờ sông phía Thái Lan cho biết có tiếng súng lớn bắt đầu trước khi mặt trời mọc.
Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy có lửa và khói bốc lên trên sườn đồi. Lực lượng Liên minh Quốc gia Karen đã chiếm tiền đồn này vào khoảng từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng giờ địa phương, ông Sotoni, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của nhóm, nói với Reuters. Ông cho biết doanh trại này trước đây đã bị chiếm đóng và bị thiêu rụi, và nhóm vẫn đang kiểm tra số người chết và thương vong. Người phát ngôn cho biết cũng đã xảy ra giao tranh ở những nơi khác nhưng không cho biết thêm chi tiết. Quân đội Myanmar chưa đưa ra bình luận ngay. Người dân Thái Lan có liên hệ với các binh sĩ cho biết rằng căn cứ quân đội ở biên giới Thái Lan phần lớn đã bị lực lượng Liên minh Quốc gia Karen bao vây và lương thực ở đó đã cạn kiệt trong những tuần gần đây. Theo Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đưa tin, chính quyền Hồng Kông tuyên bố có thể can thiệp vào công việc luật sư đoàn. Kênh CNA của Singapore đưa tin bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Carrie Lam, trưởng đặc khu Hồng Kông, hôm 27 tháng 4 tuyên bố chính quyền có thể can thiệp vào công việc của luật sư đoàn nếu cần thiết. Được biết, chủ nhiệm đoàn luật sư Hồng Kông nhiều lần bị văn phòng đại diện Trung Quốc tại đặc khu cáo buộc là chống Trung. Chỉ trích mới nhất vào hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 4 của chính quyền nhắm vào ông Paul Harris, chủ nhiệm luật sư đoàn vì ông phản đối các bản án tù đối với tỷ phú Lê Trí Anh, Jimmy Lai và nhiều nhà đấu tranh dân chủ do tham gia các cuộc biểu tình vào năm 2019. Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tố cáo ông Paul Harris là một chính khách chống Trung Quốc có liên hệ mật thiết với nước ngoài, đặt vấn đề có nên để ông tiếp tục ở vị trí hiện nay hay không. Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga Carrie Lam nhấn mạnh, tuy tôn trọng tự do ngôn luận nhưng vẫn có giới hạn. Bà cho rằng hiện nay chưa cảm thấy cần can thiệp vào công việc của luật sư đoàn, nhưng nếu có những trường hợp không phù hợp với luật lệ Hồng Kông hay có khiếu kiện, chính quyền sẽ hành động. Khi được hỏi, buổi lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989 hàng năm vẫn tổ chức tại Hồng Kông có vi phạm luật an ninh mới do Bắc Kinh áp đặt tháng 6 năm ngoái hay không, bà Lâm nói rằng chỉ có việc tôn trọng Đảng Cộng sản Trung Quốc mới là quan trọng. Bà tuyên bố năm nay là năm kỷ niệm 100 năm thành lập đảng. Mọi người đều thấy rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kinh tế phát triển vượt bậc và nhân dân được hạnh phúc. Hôm 26 tháng 4, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền, Hiệp hội vẫn tổ chức các cuộc tuần hành ngày 1 tháng 7 hàng năm, kỷ niệm thời điểm Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, cho biết cảnh sát đã yêu cầu cung cấp các chi tiết về tài chính và hoạt động khác. Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền lo ngại cuộc biểu tình thường niên của Hồng Kông năm nay sẽ không được tổ chức. Và bây giờ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Cựu Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 4 công bố quyết định bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm tân Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phụ trách mảng khoa giáo. Truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn thông báo tại hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ diễn ra tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương trong cùng ngày. Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết ông Phùng Xuân Nhạ sẽ phụ trách mảng khoa giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương và đây là lĩnh vực đòi hỏi tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ trong tình hình mới hiện nay và ông tin tưởng rằng tân Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Tân Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ sinh năm 1963 tại tỉnh Hưng Yên. Trước khi đảm nhiệm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo, ông giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021, trong thời ông Phùng Xuân Nhạ làm bộ trưởng, ngành giáo dục Việt Nam xảy ra bao nhiêu tai tiếng và bị cho là xuống cấp trầm trọng. Một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do, Việt Nam phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên sau hơn 2 tháng không có ca nhiễm mới. Một nhân viên khách sạn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona sau khi tiếp xúc với 11 du khách Ấn Độ đang được cách ly ở khách sạn Như Nguyệt 2 ở thành phố Yên Bái. Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết như vừa nêu trong một thông cáo báo chí vào ngày 26 tháng 4. Theo đó, thì nhân viên khách sạn nhiễm COVID-19 là nam giới 63 tuổi, có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh ngày 18 tháng 4. Trong đoàn này có 4 ca dương tính SARS-CoV-2 và hiện vẫn đang được cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2. Đây là trung tâm cách ly y tế đối với người nước ngoài ở Yên Bái. Người đàn ông Việt Nam có kết quả dương tính với virus corona đã được chuyển đi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để điều trị và cách ly. Sở Y tế Yên Bái nhấn mạnh, người dân không nên hoang mang nhưng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K. Tức là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Hồi cuối tuần qua, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long đã lên tiếng cảnh báo về một làn sóng dịch mới nguy hiểm hơn các lần trước do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nhất là tình trạng người nhập cảnh Việt Nam từ các nước láng giềng như Lào, Campuchia là những nước đang có nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng.
tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh tại Ấn Độ là một mối quan tâm đối với quốc tế và cả Việt Nam. Mạng báo The Star đưa tin ngày 27 tháng 4 rằng phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam đang theo dõi sát tình hình tại Ấn Độ và sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Ấn trong thời gian khó khăn này. Bà Hằng nói thêm, hai quốc gia đang phối hợp để tổ chức chuyến bay về nước cho công dân Việt Nam. Bà cũng thông báo hiện có 100 công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Ấn Độ. Đài Á Châu Tự Do tiếp tục đưa tin chính phủ cấp gạo cứu đói cho người dân Cao Bằng và Sơn La. Chính phủ Việt Nam ra quyết định cấp gần 1.000 tấn gạo để cứu những người dân bị đói ăn ở hai tỉnh miền núi phía Bắc là Cao Bằng và Sơn La, báo Nhà nước đưa tin vào hôm 27 tháng 4. Quyết định do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký hôm 23 tháng 4 nêu rõ, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 59,805 tấn gạo cho tỉnh Sơn La và 893,85 tấn gạo cho tỉnh Cao Bằng từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt vào đầu năm 2021. Cuối hai quyết định nêu trên, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu được báo cáo. Liên quan đến thời tiết, Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2021 tổ chức hôm 27 tháng 4 dự báo mùa bão năm nay có thể sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những tháng 8 và tháng 9. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng từ tháng 9 cho đến hết năm. Trong năm 2020, thiên tai tại Việt Nam được các chuyên gia nhận định là diễn biến phức tạp, bất thường với dông lốc, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, sụt lún đê biển, đặc biệt là 13 cơn bão, mưa lũ, sạt lở đất kinh hoàng khiến miền Trung bị nhấn chìm trong bão lụt 45 ngày liên tục.